Đó là những bản thảo bài giảng, tập phích phiếu trong nghiên cứu ngôn ngữ, luận văn, luận án, các vật dụng đã từng gắn bó với giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Cao Đảm như chiếc vali, máy đánh chữ, đèn bàn, kính mắt, cùng các ảnh tư liệu về thời gian học tập, công tác, được ông Nguyễn Cao Hùng, con trai giáo sư trao tặng cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam ngày 29 tháng 3 năm 2014. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Cao Đảm sinh ngày 24 tháng 10 năm 1930 tại thị xã Bắc Giang. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Nomolosov năm 1961, Nguyễn Cao Đảm được phân công giảng dạy tại khoa ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là khoa ngôn ngữ, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hơn 40 năm làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Cao Đảm đã có nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực lý luận ngôn ngữ, loại hình học ngôn ngữ, ngữ pháp đại cương, ngữ pháp tiếng Việt. Đặc biệt, trong thời gian từ năm 1974-1977, khi tham gia giảng dạy tại trường Đại học Tokyo, Nhật Bản, giáo sư Nguyễn Cao Đảm đã góp phần đáng kể vào việc kết nối, giới thiệu văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam tại Nhật Bản. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cao Đảm ra đi đột ngột sau một cơn bão bệnh vào cuối năm 2013, giữa lúc ông đang ấp ủ hoàn thiện cuốn sách Từ điển thành ngữ Việt Anh. Trong phòng làm việc, phòng ngủ, tất cả đồ vật vẫn được giữ nguyên cách bài trí như lúc ông còn sống, với mong muốn những kỷ vật của người cha kính yêu được lưu giữ và phục vụ tốt nhất cho công tác nghiên cứu. Ông Nguyễn Cao Hùng đã trao tặng toàn bộ tư liệu hiện vật của giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Cao Đảm cho Trung tâm Di sản bảo quản và phát huy giá trị. Tất cả các hiện vật mà hôm nay mà trung tâm đã tiêu tầm và lấy được trong các cái căn phòng làm việc cũng như là phòng nghỉ của giáo sư Đảm thì thay mặt gia đình cũng rất là vui vẻ phấn khởi trao cho trung tâm để trung tâm lưu giữ và bảo tồn các cái mặt gia đình, và cũng là công tác của trung tâm là lưu trữ lại những cái vật này của giáo sư. Những cái tư liệu hiện vật của giáo sư chúng tôi sẽ xin nhờ gia đình giữ thật tốt và phát huy có hiệu quả cao nhất những thành quả của nhà khoa học.